Chào các bạn nha. Hôm nay mình Phạm Trường An giới thiệu cho nên các bạn một cái khay đỉnh kéo. Cái này là chất nhựa bằng nhựa nhá, nhựa mica nhá. Đấy. Thì khay của mình gồm có đầu tiên là cái này là hai lớp các bạn nhá. Cái này là hai nhá. Đấy. Mình tách rời ra được như thế này. Mình tách ra. Hoặc là mình có cái máu để mình, đây là có những cái khớp này để mình khớp hai cái này lại với nhau. Thì ở đây mình có đầu tiên là mình có thể để phía bên này là mình có thể để được 5 cây kéo các bạn nhé. 5 cây kéo. Mình có thể để được 5 cây kéo. Đó. Mình có thể để được 5 cây kéo. Còn ở giữa này thì mình có thể để được 3 cái tông thì thoải mái. Nếu mà mình nhiều tông hơn nữa thì mình vẫn có thể đẩy được nhé. Đấy, để sát lên thế này. Bên này còn đẩy được thêm 2 cái nữa này. Còn đây là mình cái khay mình để cữ nhé. Đấy, mình có thể bỏ cữ như thế này. Đấy, bỏ cữ vào. Đấy, nó có thể bỏ cữ vào nhé. Còn ở trên này thì mình sẽ có những âu. Thì mình có thể để cái lược sấy này. Mình có thể để mút này, dao cạo này. Thậm chí mình còn để được cả bọt cạo râu nhé. Đấy. Thì phụ cái này gồm có hai phần nhá, hai phần tách rời như thế này ạ. Đấy. Nên mình có một cái tấm để đệm này. Mình để cái tấm này là để đệm tông cho êm nhá. Đấy. Thì trên này mình có thể để đây, mình có thể để rất là nhiều thứ. Đấy. Đấy. Quay rộng cho các bạn xem nhá. Đấy, mình có thể để được rất nhiều thứ. Mình cái này thì mình dùng lâu ngày thì mình cũng có thể rất là dễ dàng để tháo ra để vệ sinh. Mình có thể tháo tách rời những cái này ra. Đó, vệ sinh rất là dễ dàng nhé. Đấy các bạn. Vệ sinh rất dễ dàng. Đây. Đây kéo này mình có thể tháo ra. Lâu ngày thì mình có thể đi mang ra vệ sinh rất là dễ. Đó. Đây ạ. Đấy là bằng nhựa mica của nhé, rất là chắc chắn luôn. Đấy. Nhựa dày dặn chắc chắn nhé. Đấy. Đấy. Thì mình cái này là mình làm cho các salon, các tiệm tóc thì mình nhỏ gọn, gọn gàng hơn nhé. Đấy. Thì bên em có để có bán hàng ở trên Trendyol, Tiki, Lazada, Shopee, TikTok nhé. Hoặc là các bạn cũng có thể vào Zalo fanpage của Mỹ phẩm Trường An nhé. Zalo fanpage là Mỹ phẩm Trường An, số điện thoại thì em có để trong bài đăng nhé. Số điện thoại của bên em là 0983470875 nhé. Hoặc là cả anh các chị cũng có thể để lại số điện thoại. Thì bên em thì sẽ gọi điện trực tiếp tư vấn cho các anh các chị nhé. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha.